Dạ đây xin test đơn còi cho anh ở thành phố Huế. Bộ còi 12V. Đây nha. Cái cục sinh hơi 12V này. Đây, nó có nút có chữ 12V này ha. Và cái tem sản phẩm em xin dán ngay đây nè. Đó. Mình xem cái bề ngoài của nó nha. Phía dưới nó có hơi có dấu hiệu một chút xíu này ha. Để nhận biết đây là cục sinh hơi của anh, shop không có thay đổi gì hết. Thì anh xem cái ngoại hình cho kỹ nha. Đó. Đây phía dưới nó có nó hơi bị gọi là chạy chút xíu đây thôi. Và bên đây nữa. Đó. Là anh nhận về nó cục hơi nó đúng y như vậy và có dán cái tem ngay đây. Còn đây bộ còi nè, không có bị nứt nẻ trầy xước gì hết. Đây, mình xem giùm em ha. Và mình có dán cái tem sản phẩm. Đây, ngay đây. Anh xem kỹ giùm em. Và bây giờ mình xin test âm thanh. Và trước tiên mình xin test cục sinh hơi trước, test chay trước nha. Đó. Anh nghe cục sinh hơi nó kêu không? Rất là ok nha. Bây giờ mình xin test âm thanh này, đấu dây vào nè ha. Bình 12V nha. Rồi. Xem giúp em. Đây kẹp cái zip này. Lần nữa này. Rồi, rất là ổn nha. Mình xin cảm ơn anh rất nhiều. Xin chào anh.